Cô nó nhiều đúng không? Xích lên xuống đây. Cô nó chịu gì đoan qua là qua Ấn Độ luôn á. Đúng đã luôn á. Không, ý là nếu như vậy loan qua là qua Ấn Độ luôn á. Qua từ từ á. Qua từ từ á. Mày chứ. Chị thấy phim Ấn Độ đóng à, một cái cảnh thôi đánh đóng cũng mười mấy giây. Thấy không? Đó là cái Ấn Độ. Mày chứ. Chị like bên nó tính kêu làm xong xin cô nó làm xong tới 7 giờ nhưng mà cô nó là muộn dứt khoát lắm, lỗ chân lông mô cũng bị muộn là không còn xin luôn á, lỗ chân lông mô muộn to hết trơn á, trừ dưới quay rồi đó, chị thấy mặt nó chỉ đi không đành đó. Ông đau quá rồi đó chị ta. Ông nhiều quá kìa. Hai cái mà nãy đang lại cũng cồn á. Ừ. Cồn chứ em đứng em đi á. Cô bé nó còn giỏi hơn. Mưa câu đi mụn lì hơn. Dạ.
nó thoại ghế xong rồi. Phúc ơi, hình như người của chị like rửa, hình như không có ai làm á Phúc. Chị like hả? Giờ dạ, tối nay cũng được, mai cũng được. Không dùng cái sữa rửa mặt hay gì, chỉ dùng nước nước mặt nước, nước sạch rửa. Đi ra ta lại rửa mặt trước rồi sạch. Không, ý là vài ngày sau cũng vài ngày gì? Tầm khoảng 3 ngày sau là mình mới dùng sữa rửa mặt. Đến tầm nước lái không đó, không dùng nước để mặt sạch không đó. Dạ. Cũng không dùng tẩy trang được đúng không? Không, nước sạch. Đào điếng không ống rồi. Ngày nay được cái là mụn mua mụn nấy rõ ràng á chị Đăng kìa, tức là thấy không bị ngán, không bị ớn. Còn một đống mì. Trừ hẹn lại hắn cho răng trừ. Chắc hai cái trên. Cái Phương qua cũng đỉnh ghê. Không đứng im đó chị ta. Chị nghĩ vô cái ly đồ